Xin giới thiệu, đây là chị Duân. Chị Duân năm nay 60 tuổi, chị ở tổ 6. Thôn 6. Đinh Xá, thành phố Phủ Lý. Đúng rồi. Hôm nay chị Duân kể về việc chị sử dụng cái sản phẩm Azelox PR90 của Nu Skin như thế nào. Tôi thì như thế này. Tôi trước đây là tôi béo lắm. Sức khỏe của tôi không đảm bảo. Tôi 86,5 kg. Thế khi tôi bị ốm, tôi đột quỵ, tôi phải nằm ở bệnh viện Hồng Ngọc này, rồi bệnh viện Lão Khoa Quốc gia này, rồi bệnh viện Bạch Mai này, và rất nhiều các bác sĩ bên ngành y tế là gọi là chăm sóc sức khỏe cho tôi. Thế nhưng mà sau một thời gian thì cái sản phẩm Nu Skin này là về Việt Nam, thế thì tôi được anh Phong này, cô Hồng, cô Thủy hướng dẫn tôi sử dụng. Đầu tiên tôi cũng không tin đâu, thì tôi nghĩ tôi bấp bênh về sức khỏe đó. Thế sau đó thì tôi quyết định dùng 18 tháng 9. Thì tôi bắt đầu tôi dùng cái gói sản phẩm TR90 này. Thì lúc đấy là tôi cũng tham vọng và tôi sợ chết rồi. Bệnh tật nhiều, tôi mua 4 thùng. Mua một lúc 4 thùng. Để về sử dụng, tôi mới sử dụng bắt đầu tiên vào khám sức khỏe. Để kiểm tra trước khi sử dụng cái gói sản phẩm này thì tôi 86,5 kg. Vòng bụng là 133,7. Còn nghĩ buồn cười, cái mỡ nội tạng của tôi thì nó quá khủng khiếp luôn, 15,8. Đi kiểm tra sức khỏe tôi đến về cái chỉ số lão hóa đấy, đặt tay vào cái máy này. Thì đến sau khi mà có tín hiệu thì kiểm tra tôi chưa được đúng có 13.000. Thì bên tư vấn các cô dưới nói là đây này đã có thể hiện cái có tế bào lạ. Thế là tôi mới quyết định tôi sử dụng. Thì trước khi sử dụng cái gói TR90 thì tôi cũng, cái vấn đề là tôi cần về sức khỏe. Tôi cũng có kết hợp thêm một số sản phẩm khác. Thế nhưng chủ yếu nhất là cái gói TR90 này là làm cho tôi tác dụng lên là, thứ nhất là giảm được mỡ nội tạng. Hàng tháng tôi đi kiểm tra định kỳ một lần. Khi tôi sử dụng xong cái gói sản phẩm thứ nhất là tôi còn 67,8 cân lại. Nhưng tôi vẫn mơ mộng xuống đến 65 cân. Tôi quyết định dùng sang gói sản phẩm thứ hai, cũng TR90. Và giờ tôi đang sử dụng gói sản phẩm thứ hai thì tôi đã xuống 65,6 kg. Mà ý định của tôi là 65. Thế mà trong cái chế độ ăn uống thì tôi lại không phải kiêng khen như ngày xưa nữa. Tôi được ăn thịt thoải mái, ví dụ không sử dụng sang chất mỡ, chất béo. Thế còn hoa quả tôi cũng sử dụng được nhiều. Thế đồng thời là sức khỏe, tôi có thể đi làm từ sáng đến tối, đến đêm luôn, 12 giờ đêm, 1-2 giờ đêm tôi vẫn là người đang trực tiếp đi làm. Thế cho nên là hôm qua gần như thức trắng đêm luôn. Đấy, đêm qua thì gần như là thức trắng thật. Thức trắng đêm luôn. Đi Kim Sơn, Ninh Bình xong về Lâm Định, xong về tối hôm qua về đây. Thế là lại cũng thức luôn nói chuyện. Thế mà sức khỏe thì nhìn chung là tuy rằng chỉ đạo anh em làm, nhưng mà tôi cũng là người phải ra cuộc. Mỡ nội tạng của chị 15,8 bây giờ xuống bao nhiêu? Bây giờ mỡ tôi vừa kiểm tra xong đây, là mỡ nội tạng của tôi bây giờ còn có 6,5. Ồ. Vâng. Đấy, còn có 6,5 thôi. 86,5 thì bây giờ xuống 65 kg, đúng không? Tuổi cơ thể của tôi trước đây là 60 tuổi, tôi sinh năm 54, nhưng mà tuổi sinh học của tôi là già hơn tuổi thực tế là gần 28 tuổi. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ còn già hơn có 3 tuổi thôi. Già hơn tôi thực tế có 3 tuổi. Thế mà cái tỷ lệ canxi của tôi đầu tiên cũng 18. Ủa? Tôi đau đớn mà các khớp tay, khớp chân của tôi rất là không cử động được. Tôi bế cháu nội không đứng lên được. Nhưng bây giờ thì tôi lại lên 23 mấy rồi. 23 bao nhiêu đây này? 23,5. Đấy. Thế nên là tôi thấy sử dụng cái gói sản phẩm này ấy, thì nhìn chung là rất tốt. Nhưng cái phù hợp với yếu tố kinh tế thì cũng còn có một số người. Nếu như là anh cần tiền thì anh không sử dụng sản phẩm. Còn tôi là cần sức khỏe nên tôi sử dụng sản phẩm này. Nên tôi thấy rất tốt. Mà tốt thật sự chứ không phải là chúng tôi không phải là người đi tuyên truyền mà không có tin chất thực tế. Hay đây tôi đang ngồi tại nhà tôi đây, tôi đang ngồi khu trang trại mà tôi phải lo. Sáng nay chị uống chưa? Sáng nay chị uống chưa? Chị sáng nay chưa? Là thực sự là tôi chưa uống. Bây giờ tôi bắt đầu uống. À vâng, chị uống đi. Sáng giờ tôi bận quá. Thế chị uống đi. Đấy, tôi lại bắt đầu uống đây. Đơn giản thôi. Chúng ta là quá
quá tốt luôn chị ạ. Em nó thật quá tốt đi chứ không phải là tốt nữa cả. Nhưng cái trà này thì tôi lại vì tôi béo. Tôi dùng 4 viên trà nhưng tôi lại dùng vào buổi tối. Thời gian đầu tôi chưa quen thì tôi sử dụng là sáng 2 viên, chiều 2 viên, nhưng bây giờ tôi sử dụng quen thì tôi lại giảm mỡ nội tạng đấy, cho nên là tôi sử dụng vào buổi tối. Tôi không uống nữa. Hai viên Control, hai viên Complex. Mục tiêu của chị là gì? Tiêu của chị là gì? Là hết cái gói thứ hai này là mục chị... tiêu của tôi là 86,5 kg. Tôi xin đăng ký xuống cái mục tiêu gói thứ nhất là 68 kg. Thì tôi đạt được 67,8. Thì tôi lại dùng tiếp gói thứ hai, mục tiêu của tôi là 65 kg. Thì giờ tôi đang sử dụng, tôi đã xuống 65,6 rồi. Chắc kiểu này là xuống 60 quá. Chứ biết là thế nào. Thì tôi còn uống thêm cả G3 nữa nha. Tức là gấp đấy. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Rất hay. Tuyệt vời. Rồi, cảm ơn chị Duân rất nhiều. Thay mặt đội nhóm lưu truyền ý. Cái chuyện béo và bệnh tật. Mà để khi được như này thì là do cái gói TR90 này, gói sản phẩm này. Thì tôi kể đến mấy ngày cả tuần không hết. Nhân dân, bà con, bạn bè chỉ đến hỏi. Nhưng cũng có người thì người ta lại chia sẻ. Tại vì tôi vất vả quá nên gầy. Nhưng tại sao gầy lại béo, à, không béo như ngày xưa mà lại khỏe thế. Thế nhưng mà tôi vào đây là tôi đang sử dụng cái sản phẩm này. Rồi, cảm ơn chị.